Nhật ký hạnh phúc, chương trình truyền hình hướng dẫn những bí quyết chăm sóc sức khỏe, cung cấp kiến thức về dinh dưỡng, y tế thông qua những câu chuyện tình huống hấp dẫn và các lời tư vấn từ những y bác sĩ hàng đầu hiện nay. Cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái cơ tim, các van tim, các mạch máu tim đều có thể dẫn đến tình trạng suy tim. Những cái tổn thương, những cái di chứng sau đột quỵ nó có thể phục hồi hoàn toàn. Đôi khi á là mình chỉ cần mình sử dụng những cái phương pháp xoa bóp đúng thôi thì nó sẽ giúp cho mình giảm đau, giảm nhức rất là tốt.